Thưa quý vị, KOL hay KOC là những từ mà chúng ta thường được nghe thấy ngày nay, ám chỉ những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có thể tác động tới quan điểm hoặc xu hướng tiêu dùng của một nhóm người nào đó. Đây được coi là ngành nghề thời thượng trong xã hội hiện đại, mang lại thu nhập không hề nhỏ cho người làm. Mới đây, thì một trường đại học tại Ireland đã chính thức ra mắt chuyên ngành đào tạo thuộc loại đầu tiên trên thế giới, đó là đào tạo những người có sức ảnh hưởng ở trên mạng xã hội. Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, Đại học Công nghệ Southeast ở Carlow, Ireland đón lứa sinh viên đầu tiên tham gia khóa đào tạo người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Công việc của người có sức ảnh hưởng đang là con đường sự nghiệp ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở kỷ nguyên truyền thông xã hội hiện đại. Chương trình này đào tạo các học viên cách biến các nội dung trên các nền tảng Instagram, TikTok và YouTube thành nguồn doanh thu. Media influencing. Bạn có thể xây dựng hình ảnh cho mình để trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nhưng nếu muốn ở lâu dài trong ngành này, bạn có thể đến trường đại học, ghi danh vào chương trình đào tạo này. Ở đây các sinh viên sẽ được đào tạo bài bản cả về lý thuyết và thực hành. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho sự nghiệp của bạn. Ý tưởng này xuất phát từ một khóa học cấp tốc mùa hè trước đó do những TikToker nổi tiếng đứng lớp. Nhận thấy sự quan tâm đáng kinh ngạc của giới trẻ, trường đại học này đã quyết định đưa chương trình vào giảng dạy đào tạo, cấp bằng chính quy. Chương trình đào tạo kéo dài 4 năm, mang tên Sáng tạo nội dung và phương tiện truyền thông xã hội. Tôi làm TikTok, nội dung chính là tạo kiểu tóc. Tôi muốn quảng bá kênh của mình đến càng nhiều người càng tốt. Bạn bè khen tôi hoạt ngôn. Tôi nghĩ mình cũng có thể kiếm tiền từ việc nói chuyện trên mạng xã hội. Vì vậy, tôi đã ghi danh vào chương trình học này để học cách sáng tạo nội dung. Sau 2 năm chuẩn bị, chương trình đào tạo này đã được công nhận và đón lứa sinh viên đầu tiên trong năm nay. Thuật ngữ người có sức ảnh hưởng chính thức được thêm vào từ điển vào năm 2019 và dùng để chỉ một người nổi tiếng thông qua việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để chứng thực, quảng bá hoặc tạo ra sự quan tâm đến các sản phẩm và thương hiệu, đem lại nguồn thu không hề nhỏ. Tuy nhiên, các giảng viên cũng nhấn mạnh, để trở thành một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng gian truân không kém bất kỳ ngành nghề nào khác. Ví dụ, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đăng video dài 60 giây lên TikTok là có thể trở nên nổi tiếng. Nhưng thực tế còn nhiều việc cần làm hơn thế, như lập kế hoạch, tổ chức, chỉnh sửa, vốn mất nhiều thời gian và tâm huyết hơn người ngoài tưởng tượng. Chính quyền thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã công bố các biện pháp đặc biệt về kiểm soát đám đông tại 15 khu vực đông đúc nhất ở thành phố này trong tuần lễ Halloween từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Trong khoảng thời gian trên, thì các lực lượng tuần tra và kiểm soát giao thông sẽ được điều động. Các đơn vị xử lý tình huống được thiết lập với sự tham gia của chính quyền thành phố, Bộ Nội vụ, các văn phòng quận, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa. Camera giám sát sẽ được triển khai để theo dõi đám đông theo thời gian thực, cho phép các cơ quan chức năng phản ứng nhanh chóng trong trường hợp xảy ra nguy cơ mất an toàn. Quyết định trên được đưa ra sau thảm kịch dẫm đạp tại Incheon năm 2022 khiến 159 người thiệt mạng. Ngày 22 tháng 10, sinh viên và các giáo viên tại trường đại học công lập ở Argentina đã tham gia các lớp học ngoài trời nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của Tổng thống nước này là Javier Milei. Tổng cộng thì có 109 lớp học công cộng và nhiều hoạt động giáo dục khác nhau sẽ diễn ra tại quảng trường phía trước tòa nhà chính phủ. Đây là một trong chuỗi các hoạt động đình công kéo dài 48 giờ của các trường đại học kéo dài từ thứ Hai vừa qua. Công đoàn các trường đại học cho biết, kể từ khi ông Milei nhậm chức vào tháng 12 năm 2023, chính phủ đã nợ tới 50% lương của các giảng viên. Trong khi dự luật điều chỉnh lương cho các giáo viên do tác động của lạm phát cũng bị phủ quyết cùng với chính sách cắt giảm chi tiêu công. Điều này làm ảnh hưởng tới 155.000 giảng viên đại học và 60.000 người lao động trong ngành giáo dục tại Argentina. Thưa quý vị, ai sẽ là người chơi trong các buổi hòa tấu? Hẳn sẽ là những nghệ sĩ rồi. Thế nhưng mới đây, tại một buổi hòa nhạc giao hưởng ở Thụy Điển, nghệ sĩ solo lại là một người máy. Và khả năng hòa tấu của robot này được cho là có độ chính xác ngang bằng với những nghệ sĩ tài năng nhất. Nhạc trưởng của dàn nhạc Murat cho biết, cánh tay robot được cấu tạo khác với con người nên có thể thực hiện những kỹ thuật mà con người không thể thực hiện được. Thực nghiệm tại dàn nhạc Manmo được khán giả và cả những nghệ sĩ đón nhận nồng nhiệt. Ban nhạc và các nhà sản xuất có dự định sẽ cho robot này chơi các loại nhạc cụ khác ngoài solo như đàn violon và lên kế hoạch cho buổi biểu diễn đầu tiên tại Mỹ vào cuối năm nay.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt giam bị can để tạm giam ông Trần Ngọc Hà với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tại trường Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà. Đây là kết quả sau vụ việc về những sai phạm trong thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh vùng cao tại trường Hoàng Thu Phố đã được chúng tôi phản ánh gần một năm trước. Qua những tài liệu thu thập được thì bước đầu xác định từ năm 2022 đến năm 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh. Cơ quan điều tra xác định, trong tổng số tiền nêu trên, ông Hà đã chi sai và chiếm đoạt trên 52 triệu đồng. Chiều ngày 22 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can tại xã Tài Trải, huyện Bắc Hà. Trước đó vào tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, Lào Cai đã có thông tin kết luận về bữa ăn bán trú tại trường Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bị cắt xén khiến 11 học sinh phải ăn cơm trắng chan canh với hai gói mì tôm. Theo kết quả kiểm tra xác minh, thông tin bữa ăn của học sinh bán trú trường Phổ thông Dân tộc Bán trú và Trung học Phổ thông Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bị cắt xén là chính xác. Trường này có nhiều sai phạm về hồ sơ như là chứng từ kế toán không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Hiệu trưởng nhà trường chưa ký nhận nhiều hồ sơ nhập xuất thực phẩm. Ngoài ra, phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị. Người nhận tiền, bảng nhập thực mua thực phẩm hàng ngày không khớp đúng với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng. Quy trình mua và giao nhận thực phẩm của trường này cũng không thực hiện đúng trình tự quy định. Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phát đi cảnh báo. Hiện đang là thời điểm có nguy cơ bùng phát dịch viêm màng não do virus ở trẻ. Chỉ trong một tháng gần đây, tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, hơn 200 trường hợp nhập viện điều trị do viêm màng não virus, điển hình là Enterovirus hay còn gọi là EV. Sốt cao liên tục, đau đầu và đi ngoài. Gia đình chỉ nghĩ bé bị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên qua chẩn đoán ban đầu, bé bị viêm màng não. Đang chờ kết quả chọc dịch não tủy để biết căn nguyên gây bệnh. Đáng nói, gia đình không chủ động tiêm vaccine cho con. Gần như là không tiêm một mũi nào vaccine. Nói thật sự là cũng không tin tưởng ở vaccine lắm. Dĩ nhiên một số loại viêm màng não do virus chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên việc chủ quan không tiêm vaccine cũng là một trong những nguy cơ trẻ dễ mắc các bệnh lý truyền nhiễm. Đa số các phụ huynh đều chủ quan vì các triệu chứng của viêm màng não do virus giống với một số bệnh lý khác. Nên loay hoay điều trị tại nhà rồi mới đến bệnh viện. Con cúi cổ xuống con nằm thẳng rồi. Nằm thẳng dưới tay con. Đó. Con có thấy đau ở đâu không? Không. Nó là tốt. Cũng chỉ nghĩ là bạn ấy chỉ bị là cảm cúm hay là ho hắng gì đấy hay là gây nên thôi. Vào trong viện xong thì gia đình mới biết là có cái dịch đường bùng phát này thì đâm ra rất là hoang mang. Đa số các cháu đến trong cái tình trạng là có biểu hiện là sốt nhẹ, có biểu hiện rất là nhiều lần trong ngày và đau đầu nhiều, làm cho cái thể trạng rất là mệt mỏi. Trong số các bệnh nhi nhập viện do viêm màng não virus gần đây tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, có đến 2/3 thuộc nhóm Enterovirus, bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc. Theo các bác sĩ, cần phân biệt rõ các nhóm để có phác đồ điều trị phù hợp, tránh biến chứng nguy hiểm. Sẽ có những cái nhóm nhầm lẫn khác như là viêm màng não do vi khuẩn mà chúng ta bỏ sót, chúng ta lại nghĩ nhầm sang là viêm màng não virus và như vậy nó có thể có những cái biến chứng nhất định cho bệnh nhân. Hoặc dễ nhầm với cái nhóm tay chân miệng mà có sốt phát ban. Và cũng là nhóm EV, nhưng mà nó là EV71 gây ra cái tình trạng viêm não màng não rất là nặng, mà thường là tổn thương thân não. Để chẩn đoán xác định, trẻ cần được chọc dịch não tủy và làm xét nghiệm PCR xác định căn nguyên virus. Ngoài ra để tránh lây bệnh, nên cho trẻ ở môi trường thông thoáng sạch sẽ, ăn chín uống sôi. Phong xoay Phú Hữu đường dẫn vào cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn phương tiện xe tải trọng lớn cùng với số lượng xe máy, xe hơi qua cung đường này. Cũng chính vì vậy mà tại khu vực vòng này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ đang bắt đầu cải tạo vòng xoay và lắp đặt thêm một số thiết bị biển báo để có thể đảm bảo được an toàn giao thông trong khu vực. Vòng xoay Phú Hữu nằm trên đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là con đường huyết mạch dẫn vào cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu. Trước đây thì vòng xoay này là một điểm đen tai nạn giao thông do mật độ giao thông tại đây rất là đông đúc. Mỗi ngày có khoảng 10.000 lượt xe tải trọng lớn, xe container ra vào cảng lưu thông qua khu vực vòng xoay này từ các hướng trên đường Võ Chí Công và đường Nguyễn Duy Trinh. Tuy nhiên, khu vực này chỉ đang lắp đặt đèn tín hiệu chớp vàng để các phương tiện từ các hướng giảm tốc trước khi vào vòng xoay.
Hiện nay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ đang tiến hành thu hẹp vòng xoay hiện hữu. Cụ thể, tăng bề rộng mặt đường khoảng 7,5 mét, sẽ lắp đặt giải phân cách bê tông phân cách phần đường dành cho xe hai bánh trong khu vực vòng xoay, đồng thời lắp đặt giải phân cách bê tông tách phần đường dành cho xe ô tô và xe bánh trên đường Nguyễn Duy Trinh. Lắp đặt bộ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ theo chế độ 3 pha. Sau khi hoàn thành, vòng xoay sẽ được thu hẹp, mặt đường mở rộng cộng với hoạt động đồng bộ của cụm đèn tín hiệu, biển báo sẽ giảm thiểu tai nạn quanh khu vực này.